Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một người bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa cộng đoàn phục vụ, chắc có lẽ trong cộng đoàn chúng ta cũng có nhiều người biết về bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, Bà Mẹ Quê. Cái hình ảnh của bà mẹ quê vẫn là một hình ảnh vô cùng đẹp. Đẹp ở trong từ trong lời ca, trong văn chương, trong tất cả những ý nghĩ của mỗi chúng ta. Còn nó một hình ảnh của một bà mẹ vẫn tần tảo sớm sớm khuya khuya để luôn luôn nuôi đàn con như những đàn gà, ủ ấp những đàn con. Rồi chưa hết, sau đó bà mẹ ấy còn ủ ấp cả những đứa cháu của mình nữa. Có lẽ không có thể nào diễn tả được cái hình ảnh tuyệt vời của bà mẹ quê trong nền văn hóa dân Việt của chúng ta. Và cái hình ảnh của bà mẹ quê ấy ngày hôm nay lại được phảng phất ở trong bài tin mừng của chúng ta. Bà mẹ của hai thánh tông đồ Giacôbê và Gioan ngày hôm nay cũng vậy. Nó giống y như ở trong nền văn hóa dân Việt của chúng ta, cũng muốn gửi gắm hai đứa con của mình cho Thầy Chí Thánh là Chúa Giêsu, để cho một đứa ngồi bên hữu, một người đứa ngồi bên tả của Chúa Giêsu trong nước của người. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được lời của Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chính các môn đệ lúc bấy giờ cũng không hiểu nổi chén đắng là gì, chẳng hiểu nổi những gì mà Chúa Giêsu sẽ hứa với các môn đệ. Nhưng có một điều quan trọng ở trong bài tin mừng chúng ta thấy được rằng các môn đệ đã có một bước biến chuyển sau cái ngày hôm nay. Các môn đệ rõ ràng vẫn còn có đó những sự ganh tị, hiềm khích với nhau qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ, chúng ta được mời gọi để gợi lại hai biến cố mà Thánh Giacôbê đã được Chúa mời gọi. Biến cố thứ nhất là biến cố biến hình ở trên núi Tabor. Chúa Giêsu đã cho Thánh Giacôbê được thấy vinh quang của người. Thế nhưng cùng lúc ấy, Chúa Giêsu cũng mời gọi ba môn đệ thân tín, trong đó có Giacôbê, để vào trong cuộc tử nạn và phục sinh của người. Trong tất cả những biến cố ấy, Chúa Giêsu đã cho Giacôbê thấy cái sức mạnh và sự thanh tẩy như thế nào để có thể đi đến được vinh quang. Điều đó không phải là vinh quang trần thế, nhưng phải đi qua vinh quang của thập giá. Và cái hình ảnh của Thầy Chí Thánh là con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ vẫn còn đó để cho Giacôbê noi theo. Và điều đặc biệt hơn nữa là trong bài đọc 1, chúng ta nghe Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô nói cho tất cả các tín hữu thành Côrintô, cũng như nói với mỗi người chúng ta rằng mầu nhiệm của nước Thiên Chúa thật là cao quý, nhưng lại được trao cho sứ vụ của những con người rất nhỏ bé, như là ở trong một chiếc bình sành dễ vỡ.
Nhưng tất cả những điều đó để cho thấy là vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện, mầu nhiệm của Thiên Chúa được tỏ hiện ở nơi ấy. Nếu như mầu nhiệm ấy được trao cho những con người giỏi giang vĩ đại thì chẳng còn gì hay. Nhưng mầu nhiệm cao quý và lớn lao ấy lại được trao cho những con người rất nhỏ bé và bình thường, như trong bài tin mừng chúng ta nghe. Vẫn còn đó những cái hình ảnh của những con người ganh ghét tị hiềm với nhau, nhưng được Thiên Chúa thanh tẩy và biến đổi để cuối cùng theo Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta trong ngày lễ mừng lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta noi gương như Thánh Giacôbê Tông Đồ, để từ từ Chúa thanh tẩy chúng ta, rũ bỏ tất cả những gì gọi là trần thế này và ham mê danh vọng, quyền lực, ham mê tất cả những trần thế, tiền bạc, danh vọng, để chúng ta theo Chúa một cách trọn vẹn, theo Chúa vì chính Chúa chứ không phải vì tất cả những gì bên ngoài. Hồi còn bé, chúng con vẫn thường nghe câu chuyện đi tu theo Chúa là để được cái điều này, được điều kia, mặc bộ quần áo đẹp của áo ròng, hoặc được ăn ngon mặc đẹp, cái điều đó có. Thế nhưng tất cả những điều đó nó sẽ trở thành phụ để rũ bỏ tất cả những điều đó, như Thánh Giacôbê Tông Đồ ngày hôm nay, để theo Chúa chỉ vì Chúa mà thôi. Và cái con đường ấy chắc chắn là con đường của sự thanh tẩy, và con đường đó đòi buộc mỗi người chúng ta phải can đảm để rũ bỏ những điều đó, miễn là chúng ta có một cái sức mạnh ở nơi trong lòng của chúng ta còn tin chắc là chúng ta mới có thể rũ bỏ được. Còn nếu không, với cái sức mạnh của con người, không bao giờ chúng ta có thể làm được tất cả những điều mà Thiên Chúa muốn. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giacôbê cho chúng ta cái sức mạnh của sự thanh tẩy ấy, để chúng ta theo Chúa như Thánh Giacôbê đã theo Chúa đến cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi.